Ok luôn, chào các bạn. Chào các bạn. Ok là chào các bạn, mình tên là Rufino. Ok, hello chào các bạn. Mình tên là Manuel Seyala. Ok là chào các bạn, mình tên Betty. Chào các bạn. Ok, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel Lý Philip Vlog của Châu Phi. Ngày nay mình có mang tấm bạt này đến để che nắng cho anh em trong đội thợ để làm cho mát. Thì các bạn thấy video hay thì có ý nghĩa cho anh em mình một like, một chia sẻ video và đăng ký kênh Lý Philip Vlog của Châu Phi để mỗi anh em mình có thêm nhiều động lực và có thể ra nhiều video hay, video có ý nghĩa nữa. Thì ngày hôm nay thì bây giờ một lát nữa mình mà che xong bạt này rồi thì mình và mấy anh em trong đội sẽ hôm nay sẽ đi làm công tác tiếp thị sản phẩm và quảng bá sản phẩm của mình trong khu vực bản. Sau đó thì ai có nhu cầu thì sẽ mua tặng cho mình. Và có một cái nữa là cái nhà thờ đang làm đấy, mình sẽ đến đấy và tiếp thị sản phẩm của nhà thờ ấy luôn. Anh em mình đã căng bạt xong rồi. Chung như thế này là tạm ổn để mát ở trong sân này, làm trong sân này thôi. Mà mình cũng có đọc một vài cái bình luận của mọi người nói về vấn đề máy móc mà sử dụng bằng điện ấy. Thì nói thật là như này, cái đấy mình có thể đầu tư được. Thế nhưng mà ví dụ bác thợ cả này, bác học việc, mình dám khẳng định luôn là không phải học của người Việt Nam mình, mà cũng là học của người Angola thôi. Thế nên là cái máy dụng cụ cầm tay, máy cưa cắt gỗ bằng tay đến máy đẩy, rồi là máy bắp chuối hay máy con chuột đấy, thì chạm mình khẳng định luôn là bác ấy chưa bao giờ sử dụng. Thế nếu mà mình mua cái máy đấy về cắt thì không may trường hợp mình bị tai nạn nên mình đã phải nuôi bác cả đời, mệt lắm. Nên là mình cứ để làm theo kiểu như là thủ công. Từ ngày xưa đến giờ mọi người làm như thế nào thì bây giờ mình cũng sẽ cứ để tiếp tục làm như vậy. Bởi vì những cái máy cưa cắt gỗ bằng cầm tay, máy đấy mà nếu sử dụng không quen hoặc chưa sử dụng bao giờ rất là nguy hiểm mọi người. Không may trường hợp mà các bác thợ mộc thì biết rồi, cái chuyện mà sứt chân sứt tay rồi là mất ngón tay hoặc là ý gì nói là cái điều nó chắc chắn là sẽ xảy ra trong nghề mộc nếu như sử dụng máy bằng điện. Thế là mình sẽ không làm, mình không mua. Bây giờ có khi anh em mình sẽ chở cửa đi một vòng quanh bản, rồi là có khi sẽ đến luôn cả cái chỗ nhà thờ đang xây dựng đấy, thì mình sẽ nói chuyện với cả người chịu trách nhiệm ở nhà thờ đấy. Đây là các bác thợ đang đóng cửa, đây đã xong thanh cửa đây rồi. Thấy này là cái gì, cái là giường, cái thành giường, đây là hai cái thành giường. Ok, ngày mai chắc là ngày mai ngày mốt thì đấy sẽ xong một cái giường nữa. Bây giờ anh em đi ạ. Bây giờ sẽ chuyển đồ ra ngoài, chuyển cửa và cái ghế đấy ra ngoài xe máy này. Để anh em mình sẽ chạy đi quảng cáo, đi tiếp thị sản phẩm. Cửa rất là nặng luôn các bạn, phải 3-4 người kênh. Entra direito. Vera. Domingo, você é fraco. De verdade. Tô quente. Manda mesmo. Ok. Agora, Rufino. Beto conduzir. Rufino comigo. Na.
anh em mình lên đường. Manuel, eu outro ficar em casa, trabalho. Cadê? Đến khu vực nhà thờ đây rồi. Vừa nãy mọi người cũng chào đón anh em mình rồi, nhưng mà các bác mọi người vẫn còn đang làm lễ chưa xong. Anh em mình chờ mọi người xong hết rồi, bây giờ thì tất cả nói chung là ok rồi. Giờ mình sẽ gọi nói chuyện với cả anh chịu trách nhiệm quản lý mà xây cái nhà thờ ở phía sau kia, gọi như kiểu là cai ấy, quản lý cai xây dựng. Tudo bem. Chef. Senta assim, tá bom, tá cuidado. Tá cuidado. É? Já tá bom. Nós fazia isso. Cadeira. E porta também. Porta. Tá vendo? Tá vendo. Depois vai. Vai aí. Nos ajudar. Nós aqui na igreja vamos precisar. Sim. Vamos precisar de 6 portas. 6. 6 portas. Uhum. 30 cadeiras. 30, ok. 30 cadeiras. Uhum. Vamos precisar também uhum. barrotes uhum. para pôr aqui em cima a parte da cobertura. Ah, ok. Depois as chapas. Uhum. Também porque estamos a gostar do vosso trabalho. Uhum. Tá bom mesmo. Yeah. As portas assim vamos tirar aqui na nossa carpintaria. Uhum. Por outro, vamos saber muito mais a localização. Ok. Sim. Yeah, agora sim, nós tem oficina ali no casa do Manuel, mesmo aqui no bairro, tá vendo? Aqui no bairro? Sim. É, fica a Bela da Estrada ou como é que é? Aqui próximo. Aqui no próximo. Casa da... Você da Horta? Vou explicar, ué, você... Aqui na Horta. É? Aqui na Horta. Sim, onde tem o tanque. A Bela da Estrada. A Bela da Estrada, onde fica a casa do Manuel, também onde está a nossa carpintaria. Ok. Sim. Ok. E lá para nos localizar é mais fácil. Ok. É mais fácil. É só perguntar onde fica a casa do Manuel, ou não, ou então, é só perguntar onde fica o tanque que os chefes meteram aí para pôr os peixes. Ok. E a horta. Ok. Aí nos encontraram. Ok. Sim, as portas são, tem portas de qualidade, com qualidade. Ok. Não estraga à toa, temos cadeira, conforme estão a ver aqui. Sim, tá bom. A cadeira que sentamos. Tá okay. É mais durável e o material não é pinho, okay. É eucalipto. Ok. Eucalipto é espessas. Ok. Então, eucalipto é mais durável. Tá bem. E não para à toa. Nós vimos que aí na igreja poderá servir
normalmente. Okay, okay. E poderá nos durar mais. Muito mesmo. Sim. Muito mesmo. Ok. E assim é preciso trazer as medidas. Porque sim, também vamos precisar aqui 5 janelas. É preciso as medidas. É preciso as medidas. Sim, das janelas. Ok. Sim. Depois sim, lá o mestre vai trabalhando. Vamos trabalhar normalmente. Ok. Sim. Tá bem. Ok. Nós precisamos da largura, comprimentos. Se é preciso também pôr as fechaduras ou não. Ok, ok. Sim. E há muito mesmo com a fechadura. Ok. É mais. Porque muitos que, para não ficarem todo o tempo a abrirem, sim, se tiver fechadura é mais seguro. Que bom. Sim, senhora. Yeah. Sim. Sim. Assim nós vamos fazer tudo por tudo para conhecermos na carpintaria. É muito importante conhecer a nossa carpintaria. Ok. Lá as coisas, os mestres estão lá. Mesma qualidade. Tá bem. Pode ver se é melhor a porta. Tá bem. Aqui temos nosso motocarro. Ok. Aqui está a porta. Porta, essa porta é de 1,80m. 1,80m? Sim. Ok, ok. A largura está a 80 centímetros. Ok. Sim. Já tem pega e o buraco onde vamos pôr a fechadura. A fechadura. Tudo já está. Nós tudo isso fizemos. Ok. Não é preciso o cliente furar de novo. Nós já furamos. É só a questão de colocar a fechadura. A fechadura, tem fechadura, se você precisa, nós vai colocar já. Tá bem, tá bem. Já. Tá bem. Sim. Porta durada. Vamos. Não, boas tá? portas. Sim. Boas portas. Depois são pesadas. Sim, sim, tá muito tá peso bom. Mesmo. Tá muito pesado. Esse tem que ser 3 homens. Sim. Ah. E o salalê? Já o salalê. Não entra, mas isso é valido. Já, porque isso é rijo. Isso é rijo. Ok. Isso nós fizemos só força de madeira de eucalipto. Ok. Para o salalê não atingir rapidamente. Ok. Sim. Cortar lá a cửa này là bền đến lúc hỏng thôi. Tá bem, tá bom. Vai pedir tu a sua pangala dele. Olha, vai. A lapa se tiwa, e da pama. Tiwa. A pama. E tu custa na mão para pintar e água. Onde anda nele? É tu tu pitila. Ah. Tu pitila tu sandiria, vou pangue vendo, então me tu valete. Ocho. Não que tu lhe vangu lá pito. Aí eu fino na danga. Tiwa. O tapito da tana. Danga, quảng cáo, sản phẩm, cho nhà thờ. A cunha ta tu gọi là mango. Ok. Rất là ưng rồi. Ổn lắm. Bây giờ anh đang nói chuyện với mọi người bằng tiếng bản địa thì chỗ này mình không dịch được nên mình tranh thủ mình nói thì mình nghe được câu chuyện nói là mọi người sẽ cần 6 cánh cửa này, cửa sổ này và khoảng 3-40 bộ bàn ghế. Nói chung là ok. Nếu mà nhận được kèo này là anh em mình là và rất nhiều việc làm luôn. Nếu chú tụi mẹ tụi chị băng nếu chú tụi mẹ tụi chị băng ở chỗ mày ở chỗ bên này là vì cali ép ở đâu phan ở chỗ já fechar tudo já está fechado está tudo fechado chefe sim sim senhora assim que puder vamos chegar na carpintaria sim sim senhora então segunda ou terça-feira você pode ir lá tá bem tá bem para conhecer lá nosso que oficina, né? Tá bem, tá bem. Ok. Tá bem. Estarei aí terça-feira. Sim. Terça-feira. Então, okay. agora. Vem, oferecer já essa cadeira. Tá bem. Temos essa cadeira, okay. É para ajuda da nossa igreja. Da nossa igreja. Sim, nosso sim. Muito obrigado. Já. Porque yeah. Vemos... Nosso muito temos obrigado. Yeah. Ok. Mesmo de agradecer. Nosso muito obrigado. Yeah. Yeah, tặng luôn cái ghế luôn lấy lòng luôn các bạn ạ. Kiểu này nhận kèo này chắc chắn rồi. Tamo bien. Es yo ofrece para ti ya. Obrigado, obrigado. Ya yeah, para yene muele. Hola pai. Hola. Ocho y cuatise. Con embele. Con tu tumela yo tata ya la yo mano. Ocho mue. Wita gombe. Vaya kisa con lo mango. Ocho tumela me chiwa. Ocho kupandwila. Ah. Ocho pandwila. Ocho. Tao yam bata. Tua pandura. Ya, mai velho, então terça-feira. Terça-feira. Para te conhecer bem, né? Terça-feira vou estar na carpintaria. Ok, ok. Tá bem. Ya. Tá fechado. Muito obrigado. Ok. Isso, muito bem. Ok. Sim. Ok, các bạn. Đây là mình và anh Rufino vừa nói chuyện với cả anh
chịu trách nhiệm xây dựng cái công trình nhà thờ này. Để anh có nói là có cần bàn ghế rồi là cửa tất cả mọi thứ. Thì mình vừa cũng đã tặng cho anh một cái ghế sẵn rồi. Ít ngày nữa, thứ ba, anh hẹn mình là thứ ba anh sẽ đến để biết chỗ anh em mình làm. Bởi vì anh này là không phải người trong bản các bạn, anh là người ở khu vực bản khác. Ok, đây là cái nhà thờ. Kia là cái nhà thờ đang xây dựng sắp xong rồi các bạn, lợp mái lên nữa là ok. Ok các bạn, anh em mình đã về nhà đây rồi. Thì thực ra là cũng muốn đi vài chỗ nữa, nhưng mà những cái công trình ở trong bản này thì cái to nhất là nhà thờ và mình đã đến đấy rồi. Đã nói chuyện với anh quản lý ở đấy xong rồi xuôi rồi. Bây giờ chỉ chờ thứ ba xong rồi, chờ ít ngày nữa. Anh ấy đến anh mang kích thước đến là anh em mình sẽ làm thôi. Bây giờ sẽ thông báo tất cả mọi thứ cho mọi người vui. Nó ra phôi lan ở igreja. Là phá la cùng a ONU di responsabilidade ali. LDC vai precisa 6 porta, 4 janela e 30 cadeira. Tá bem? Sim. É muito trabalho. Sim, é sábio. Daqui nada vai ter muito fuba. Arroz. Sim. Então avança só. Tá bem. Ok các bạn, thôi có lẽ là video này hôm nay mình xin phép được kết thúc dừng lại tại đây thôi. Thì các bạn thấy video hay, video có ý nghĩa cho anh em mình một like, một chia sẻ video và đăng ký kênh Link Philip Vlog của Show Châu Phi để ủng hộ mình nha. Chào các bạn. Chào các bạn. Hallelujah. Amen. Liga.